Hello, chào các bạn. Mình là Thành đây. Đây là một video khá là đặc biệt của mình bởi vì lúc đầu mình định là sẽ không làm video vào ngày hôm nay đâu. Nhưng mà thứ nhất là do Corona đã quay trở lại nước mình thế nên là mình cũng không có đi đâu được và nên là mình đã ở nhà. Và thứ hai là mình gần đây thấy có một cái sự kiện khá là thú vị mới xảy ra gần đây thôi. Cách đây trước tuần thôi. Đó là các nhà đầu tư và các quỹ đầu tư lớn ở phủ Quốc ở bên Mỹ đã phải chịu thua những cái nhà đầu tư nhỏ lẻ và họ dùng cái từ đó là ngu ngốc ở trên mạng à, và họ thua đến hàng tỷ đô. Đây là một sự kiện thực sự ở lịch sử trong thị trường tài chính đấy, thế nên là mình thấy là uh, hôm trước mình có xem bản tin tài chính ấy, và mình thấy bản tin tài chính chỉ lượt qua thông tin này rất rất là ngắn và mình thấy được xem xong chả hiểu cái gì cả, thế nên là mình nghĩ là những cái thông tin đặc biệt và nó rất là thú vị như thế này thì cần phải được lan rộng đến càng nhiều người biết càng tốt ấy, và phải sử dụng những cái ngôn ngữ càng đơn giản càng tốt, thế nên là mình đã làm video này. Nên là trong video này mình sẽ cố gắng sử dụng cái thông tin và những cái từ ngữ để cho những người mà không biết gì về tài chính cũng có thể hiểu được cái lý do vì sao Đằng sau vì sao mà một cái công ty gần như sắp chết lại được vực dậy Và thứ hai là các nhà đầu tư nhỏ lẻ như kiểu bọn mình ấy, những nhà đầu tư ngồi ở nhà bấm trên bấm app với cả lên trên mạng là có thể thắng được rất nhiều tiền từ những cái quỹ đầu tư lớn bên Mỹ nhá Quên mất có hai cái trước khi mình bắt đầu mình nói thứ nhất đó là mình sẽ cố gắng không đưa tất cả những cái thông tin đằng sau câu chuyện này vào đây Bởi vì nó sẽ làm cho các bạn cực kỳ khó hiểu nên là mình sẽ đưa ra những thông tin chính chính nhất thôi nhá Thứ hai, đó là mình sẽ nói khá là nhiều những cái thơm bằng tiếng Anh, những cái cụm từ và những cái cụm từ chuyên chuyên ngành ấy bằng tiếng Anh. Ấy. Tất nhiên là mình sẽ có giải thích tiếng Việt ở trong, bởi vì uh, thứ nhất là mình chưa bao giờ làm một video về tài chính bằng tiếng Việt bao giờ trước, bây giờ trong cái, trên cái kênh YouTube này của mình cả. Thế nên là có nhiều những cái thơm mình không biết dịch sang tiếng Việt như thế nào. Thì mồm mình sẽ quen, mình sẽ nói tiếng Anh và thứ hai là những cái thơm chuyên dụng ở trong cái case này thì mình nên nói bằng tiếng Anh để cho các bạn cũng hiểu dần đi. Tất nhiên là mình sẽ có tiếng Việt ở dưới nhá, yên tâm. Ok, thứ nhất. GameStop là ai? Là công ty gì mà tại sao tự dưng mọi người lại vực dậy từ cái chết như vậy? Thì thứ nhất nhá, đơn giản ấy, GameStop nó chỉ là một công ty bán lẻ video game hết. Thì các bạn cứ tưởng tượng bây giờ các bạn có những cái máy chơi game PlayStation 4 năm hay là Xbox chẳng hạn nhá Thì các bạn phải đi ra ngoài cửa hàng các bạn mua đĩa các bạn nhét vào cái máy đúng không? Để chơi được đúng không? Bây giờ còn ai đi làm như thế nhiều nữa đâu Bởi vì bây giờ mọi người không chơi game qua Steam Chơi game qua mua online hết rồi hay là kể cả bây giờ các bạn nghe nhạc hay là xem phim ấy các bạn có bao giờ ra cửa hàng băng đĩa như ngày xưa để các bạn mua mua đĩa nghe nhạc nữa đâu đúng không bây giờ chúng ta nghe Spotify, Apple Music hay là Zing rất các thứ rồi mà vậy nên là cái business model của game shop đang chết dần và doanh thu của công ty cũng đang giảm dần qua hàng năm và họ còn dự tính là trong năm nay họ còn lỗ đến hàng trăm triệu đô cơ thế nhưng mà câu chuyện thú vị bắt đầu ở đây các nhà đầu tư for Google ấy là những nhà đầu tư cực kỳ giỏi và họ là những cái đầu kiểu dạng như là họ không chỉ giỏi nhá mà còn có khả năng là thao túng thị trường thao túng thị trường nghĩa là sao họ có thể biến được những cái mà họ muốn thành có thật ví dụ như là trong cái case này trong cái case của GameStop họ nhìn thấy cái business model của công ty này đang chết dần vậy là công ty này còn như là gần như là không sắp phá sản đúng không ở thời điểm này ấy, thì gần như là một cái cổ phiếu của GameStop sẽ rơi vào tầm 4 đô một cổ phiếu mình cứ lấy như là đô một đô là 25.000 để cho đơn giản nghĩa là 100.000 một cổ phiếu đấy nhá nói thế cho nó đơn giản theo nghĩa tiếng Việt vậy thì các nhà đầu tư nghĩ ra một trò đó là chúng ta họ sẽ short sell cái cổ phiếu của GameStop. Ok. Short sell là gì? Short sell nghĩa là bán khống, bán chịu. Đơn giản là như thế này nhá. Mình có một cái iPhone như thế này. Mình là Thành, có một thằng tên là Minh đi chẳng hạn. Thằng Minh này nó rất là khôn và nó biết là ngày mai trên thị trường giá của iPhone này hiện tại đang là 20 triệu đồng một cái điện thoại như của mình này. Nó có thể tụt xuống 15 triệu đồng thôi bởi vì là có thể là do ngày mai iPhone à, Apple sẽ bị kiện nó có được cái thông tin mật ở trong đó là iPhone à, ngày mai Apple bị kiện nhá hay là ngày mai Samsung ra điện thoại mới mình không biết nhưng mà cái iPhone này mai sẽ bị tụt giá rất là mạnh thế nên là nó mới nghĩ ra một trò đó là nó sẽ chạy đến mình và thành cho tao mượn cái điện thoại này đi để sau ngày mấy hôm nữa tao sẽ trả lại cho mày cái điện thoại này đấy vẫn y nguyên như thế thì thằng Minh nó sẽ làm một trò đó là nó cầm điện thoại của mình nó ra thị trường nó bán với giá 20 triệu trong ngày hôm nay đúng hôm sau thì đúng là Apple bị kiện thật và Samsung ra điện thoại mới thật đơn giản ví dụ như thế nhá giá iPhone này tụt 5 triệu còn 15 triệu nó mua lại cái iPhone này với giá 15 triệu và nó trả lại cho mình vậy kết cục câu chuyện đó là mình vẫn có cái iPhone này và thằng Minh lại lãi 5 triệu đấy chính là short sell thì đối với câu chuyện của GameStop ấy, một giá cổ phiếu của GameStop đó là 4 đô một cổ phiếu thì cái những cái quỹ đầu tư ở chỗ phố Wall ấy, họ nghĩ ra một trò họ biết là GameStop gần như là sắp chết rồi vậy là họ sẽ short sell cổ phiếu của GameStop và họ họ đã, đi vay rất là nhiều cổ phiếu đấy và họ đã giữ và họ chờ đến khi nào mà GameStop chết vậy là bởi vì các bạn tưởng tượng nhá, khi mà người ta có một cái cổ phiếu 4 đô ấy thì người ta sẽ chỉ có thể tụt xuống 3, 2, 1 đô gì đấy mình dùng số nguyên cho nó dễ hiểu nhá thì đối với dụ ví dụ như là công ty mà phá sản ấy thì nó sẽ gần như cổ phiếu tụt xuống không đô đúng không vậy là mỗi một cổ phiếu thì cái quỹ đầu tư nó sẽ lãi 4 đô một cổ phiếu thế bây giờ cái short sale này thì nó có hại gì nghe nó có vẻ rất là thú vị đúng không nó có một cái hại rất là lớn bây giờ ví dụ các bạn tưởng tượng nhá các bạn à, chuẩn bị đi mua cổ phiếu game shop thì chẳng hạn cổ phiếu nó là 4 đô một cổ phiếu nhưng mình nói là 100 nghìn một cổ phiếu ấy các bạn bỏ ra 100 nghìn mua cổ phiếu đấy thì cái lượng lỗ lớn nhất của các bạn đối với một cổ phiếu thì chẳng hạn nếu bây giờ ví dụ các bạn chỉ mua một cổ phiếu thôi thì các bạn chỉ lỗ tối đa đó là một cổ phiếu đó là 100 nghìn đồng các bạn có thể mất 100 nghìn đồng để đi đúng không khi mà công ty đấy bị phá sản khi công ty phá sản thì giá cổ phiếu sẽ còn không đông không không đồng hoặc là không đô Đấy thì bây giờ các bạn sẽ lỗ 100 đồng, nghìn đồng Nhưng nếu mà các bạn short sell nói Nghĩa là các bạn đã vay một cổ phiếu đấy Các bạn cầm trong tay và chờ đợi giá của nó tụt để bán ấy Nhớ đâu giá của nó không tụt thì sao Nghĩa là giá của nó mà tăng Mà theo 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 lý thuyết ý, giá nó có thể tăng đến vô hạn Vậy cái lỗ của bạn nó sẽ là lỗ vô hạn Lãi của bạn chỉ là tối đa là 4 đô thôi Bởi vì các bạn chỉ trông mong nó là tụt xuống 3, 2, 1 hay 0 đô Đúng không? Vậy cái short sell này rất là nguy hiểm Ai thường short sell trong thị trường thường những người short sell thị trường ấy thì sẽ không phải là nhà đầu tư cá nhân như mình hay là như các bạn đâu mà sẽ là những quỹ đầu tư lớn. Đó là các hedge funds hay là các institutional investors. Uh, sorry các bạn thực sự bây giờ là mình không thể nghĩ ra được nghĩa tiếng Việt của những từ này là cái gì nữa. Uh, nhưng mà bây giờ câu chuyện lại càng thêm thú vị ở đây. Số lượng cổ phiếu các bạn có thể thực sự short được ấy, nó có thể nhiều hơn số lượng cổ phiếu thực sự của công ty đấy đang có cho phép trade trên thị trường. Cái này hơi hơi phức tạp hơi khó hiểu một chút nha. Ví dụ như là bây giờ mình tiếp tục mình vẫn là thành đi Mình vẫn có cái iPhone này nó minh nó chạy đến mình Và nó nghĩ là ngày mai giá iPhone có thể tụt xuống đúng không? Nó đi vay iPhone của mình đúng không? Bây giờ tưởng tượng như là thằng Minh nó đang cầm iPhone này Có một thằng khác tên là An Nó lại chạy đến thằng Minh nó bảo là Này Minh ơi, tao nghĩ ngày mai giá iPhone tụt cho tao vay cái điện thoại này đi Xong rồi ngày mai tao lại trả cho mày điện thoại thằng vậy thằng An đang có nghĩa vụ là sẽ phải trả lại cho thằng Minh cái điện thoại thằng Minh đang có nghĩa vụ phải trả lại cho mình cái điện thoại nhưng thực ra chỉ có một cái điện thoại này thôi nhưng đang có hai cái cổ phiếu điện thoại này được trade short trên thị trường được generate từ thằng Minh và thằng An Đây là cách mà vì sao ấy số lượng cổ phiếu của GameStop GameStop lại có thể được short với mức đó là 138% số lượng cổ phiếu thực sự nó đang có Đây là một câu chuyện rất là thú vị nhé Điều này đã khiến cho GameStop trở thành cái cổ phiếu bị short nhiều nhất trong lịch sử thị trường chứng khoán Mỹ Nhưng mà tại sao các quỹ đầu tư phải làm như thế? Thực sự thì cái việc mà các quỹ đầu tư họ đi short các cổ phiếu ấy nó đã xảy ra từ rất nhiều năm nay rồi GameStop không phải là trường hợp đầu tiên đâu nhưng mà đối với cái trường hợp này thì thực sự là họ đang khá là hung hăng, họ thực sự muốn giết chết công ty này. Các bạn tưởng tượng như kiểu là bây giờ một công ty mình đang làm ăn mà tự dưng mình thấy bên ngoài kia thị trường đang có những ông mà chỉ muốn kiểu ăn tươi nuốt sống mình và chỉ muốn dìm cho công ty mình muốn chết. Ý. Thực sự là khá là stress và đây là chính là trường của GameStop này. Nhưng câu chuyện tiếp tục nó lại thú vị tiếp ở đây. Trước khi mình đi tiếp thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn ba cái ba cái term như thế này. Thứ nhất đó là Reddit và Wall Street Bets. Reddit là gì? Reddit chỉ là một cái forum thôi Một cái nơi mà có nhiều người có thể raise tiếng nói của họ lên Và có những người đồng tình, không đồng tình Wall Street Bets là một cái forum nhỏ trong Reddit Nơi mà những cái nhà đầu tư nhỏ lẻ họ có tiền Họ tập hợp với nhau và họ chỉ cho nhau là chúng ta nên đầu tư vào đây Vào kia, và chỗ này, chỗ kia Đấy thì và tiếp tục đó là Melvin Capital Melvin Capital là một quỹ đầu tư ở bên Mỹ, bên phố Wall Mới thành lập từ năm 2014 thôi, mới được 7 năm nay nhưng mà cái ông trùm của quỹ đầu tư này lại là một người mà cực kỳ được có tiếng tăm ở trong phố Wall là một người mà lãi rất là giỏi. Năm nào cũng lãi, kể thị trường tăng, thị trường giảm nên là một người cực kỳ siêu và có tiếng. Thì câu chuyện đó là một nhà đầu tư nhỏ lẻ post lên Wall Street Bets đó là cái quỹ Melvin Capital này chuẩn bị short GameStop và từ đây mọi người đang tập hợp nhau lại bảo là chúng ta hãy đấu tranh lại và đánh lại cái quỹ đầu tư này bởi vì họ không muốn nhìn thấy Thứ nhất là họ không muốn nhìn thấy GameStop bị chết Và thứ hai Đó là họ muốn đánh bại cái quỹ đầu tư có tiếng này ở bên phố Wall Và họ thấy là cái chiêu trò đi short sell này là một chiêu trò rất là bẩn Bởi vì là họ đang ăn ăn tiền dựa trên cái cái sự chết chóc của người khác nghĩa kiểu là họ Cái công ty đấy chết thì họ mới thắng đúng không Công ty đấy càng lụi bại thì họ càng thắng Và những nhà đầu tư nhỏ này thì không thể chấp nhận được cái việc này Và họ bắt đầu họ tập hợp nhau lại và họ tạo thành một cái gọi là short squeeze Short squeeze, các bạn hiểu đơn giản như thế này Khi mà các quỹ đầu tư, họ short cái cổ phiếu của GameStop ở mức giá là 4 đô. Bỗng dưng đến một ngày giá cổ phiếu nó vọt lên. Ví dụ các bạn tưởng tượng như 50 đô đi chẳng hạn. Thì quỹ này nó đã lại nó đang lỗ là 46 đô một cổ phiếu đúng không? Và khi mà giá nó càng cao lên thì quỹ nó càng lỗ đi mà họ không chỉ mua một cổ phiếu họ mua hàng triệu cổ phiếu các bạn, hàng chục triệu cổ phiếu đấy. Vậy nên là cái mức lỗ của quỹ này nó đang vọt lên rất là lớn. Vậy nên điều này nó đang squeeze lại những cái vị thế short của cái quỹ đầu tư đấy squeeze nghĩa là ép ý, nghĩa cho nghĩa là khiến cho những cái quỹ đầu tư này họ phải cắt lỗ và thực sự là họ phải đi mua lại cái giá cổ phiếu ở mức vọt ở trên cao đấy để cho đóng lại những cái câu chuyện này. Đấy là short squeeze. Tại sao mà các nhà đầu tư Reddit lại có thể bỏ nhiều tiền ra và mua cái cổ phiếu này được như thế? Thực sự thì cái thời điểm hiện tại các bạn thấy kể cả Việt Nam cũng thế, đang trên cả thế giới chúng ta nhá, đang ở dưới cái dịch đại dịch COVID-19 đúng không? Ở dưới đại dịch COVID-19 này, các nhà các các cái chính phủ ấy, họ in ra rất là nhiều tiền và cái này họ gọi là bailout program hay là họ gọi là quantitative easing hay là QE, QE họ dùng rất nhiều từ khác nhau fancy khác nhau thực ra để nói một đơn một điều đơn giản đó là họ đang in thêm tiền ra cho mọi người tiêu đơn giản thế thôi bởi vì mọi người đang không có tiền là có đi làm đâu mà có tiền nhưng họ sẽ in tiền ra như chính phủ nước ta cũng in ra rồi đưa cho mỗi người mấy triệu đơn vừa rồi đấy mình không ở mình không ở Việt Nam thời điểm mình không biết như mình ở bên Ireland thì là mỗi một người được 300 ơ một tuần đấy đơn giản là những người mà đã đi làm mà bị mất việc Đấy, thì bây giờ rất nhiều người đang có tiền mà ở trong thị trường tài chính người ta gọi đây là tiền rẻ Nghĩa là những cái tiền mà được đưa vào tay mình Đây là rất nhiều người đang có tiền trong tay và họ không biết nhét vào đâu Bởi vì trong thời điểm này chúng ta nhét vào các, và các quỹ tiết kiệm ấy và các tài khoản tiết kiệm thì thực sự là lãi suất nó rất là thấp và không xứng đáng để nhét vào tài khoản tiết kiệm mà chưa nói đến nhá ở Việt Nam chúng ta ít ra lãi suất tiết kiệm nó dừng ở mức 5-6% chúng ta thấy thấp nhưng thực ra ở bên nước ngoài các bạn biết không như mình ở bên châu Âu ấy lãi suất tiết kiệm nó còn âm cơ nghĩa nếu mà các bạn nhét vào tài khoản ấy các bạn có bị mất tiền đi cơ vậy nên các bạn nhét vào đâu các bạn nhét vào thị trường chứng khoán vậy ở thời điểm này các nhà đầu tư ở Reddit ấy, họ bắt đầu nhảy vào mua cổ phiếu của GameStop mà các bạn tưởng tượng nha khi các bạn mua một cái đồ vật càng nhiều ấy thì cái giá của đồ vật đấy nó càng tăng lên vì sao lại thế khi các bạn mua một thứ càng nhiều thì cái đợt cầu của các bạn nó sẽ tạo ra nhiều hơn cung của cái đồ vật đấy nó càng ít đi mà khi cung ít đi cầu nhiều hơn thì giá nó sẽ tăng lên đấy là câu chuyện bình thường trong 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 kinh tế đúng không vậy khi này ấy, giá của cổ phiếu GameStop nó tăng từ 4 đô nó tăng lên 5 đô nó tăng lên 10 đô 20 đô 50 đô 100 đô 200 300 và 400 Nó tăng lên 400 rồi các bạn ạ vậy bây giờ câu chuyện nó vẫn đang tiếp tục rằng co cả hai bên và vẫn chưa kết thúc đâu các bạn ạ một bên là các quỹ đầu tư bên mỹ họ đang thực sự thua và họ đang lỗ rất nhiều và họ đang cố gắng lừa mọi người để bán cái giá cổ phiếu đấy đi à, những cái nhà những người đang cầm cổ phiếu ở bên Reddit ấy họ vẫn đang cầm cổ phiếu đấy và giá nó đang rất là cao ở ba bốn đô và bên này là các quỹ đầu tư họ đang lừa những người bên này để bán đi khi các bạn tưởng tượng nha, giá bán đi thì tục giá nó lại tụt xuống đúng không đúng không đấy thì bây giờ bên này mình sẽ nói về bên này trước mình sẽ nói về bên này sau bên quỹ đầu tư bên này họ đang bắt đầu làm những cái trò khi mà ở giá 50 đô thì bắt đầu là họ bắt đầu chấn an những cái người trong quỹ đầu tư của mình là các bạn hãy yên tâm giá nó sẽ quay về 4 đô thôi đừng lo nhưng giá nó lại tăng lên Vậy bây giờ ra giá là 2-300 đô họ làm trò gì? Họ công bố rằng họ đã đóng vị thế short Nghĩa là đóng vị thế short nghĩa là gì? Nghĩa là họ đã họ đã mua lại tất cả những cổ phiếu đấy ở cái mức giá cao Và họ đã chấp nhận thua lỗ Họ nói là họ mua ở mức giá 90 đô gì đấy, mình không nhớ lắm Và họ đã chấp nhận thua lỗ rồi à, Vậy nên là các bạn bán đi Và những người bên này ý, nghĩ là những thằng bên này đang lừa Bởi vì là thằng bên này nó phát hiện ra là Cái thằng bên này ý, khi mà nó nó, nó nói là nó bán thì nó bắt đầu nó mua ads nó mua ads trên Facebook và trên Twitter để cho những người bên này khi mà dùng Facebook và Twitter thấy là ô oh, nó bán thật rồi nó bán thật rồi nhưng thực ra là đã được sponsor bởi ads và những thằng bên này nó không tin là những thằng bên này đã bán thực sự bởi vì là hiện tại bây giờ ấy cái số lượng cổ phiếu được short trên thị trường của GME vẫn đang nhiều hơn 100% vậy làm sao mà những thằng bên này nó có thể short được hoàn toàn đúng không vậy những thằng bên này không tin thằng bên này bây giờ đang làm gì những thằng bên Reddit ấy đang nói là chúng ta tiếp tục hold Hầu là giữ giữ cổ phiếu này không bán và chúng ta sẽ chấp nhận bán khi nào giá cổ phiếu là 1000 đô, chúng ta mới bán. Và bắt đầu họ đang dùng những cái những cái icon như là kiểu là uh, shop, moon các thứ đấy để khi nào chúng ta lên 1000 đô thì chúng ta bán. Bây giờ hiện tại đang giá là ở 325 đô gì đó ấy mà rất nhiều nhà đầu tư Reddit sau một ngày họ đã lên là tỷ phú rồi. Đó là triệu phú, tỷ phú rồi. Đây là chuyện bình thường sau một đêm. Đấy nhưng họ vẫn không chốt lời họ còn mong lên một nghìn đô nữa bởi vì khi mà họ chưa nhả cái cổ phiếu này ra ấy, thì những thằng bên này không thể bán được đấy bây giờ bày bài toán trở lại đó những thằng bên này nó đã đi short cổ phiếu ở mức giá 4 đô những thằng bên này đang cầm cổ phiếu ở mức giá 325 đô những thằng bên này phải vay của những thằng bên này tất cả số cổ phiếu thằng bên này đang cầm với mức giá 325 đô để đập lại bên này để để câu chuyện để cái phương trình được cân bằng đúng không vậy thằng này nó sẽ phải chịu lỗ ra là 325 trừ 4 là 321 đô thằng bên này chấp nhận không bao giờ bán không chịu bán bởi vì thằng này đang cầm hết rồi thằng này lấy đâu ra nữa mà mua vậy thằng này bớt hai thằng phải thương lượng với nhau đúng không thằng này bảo là tao lên một nghìn đô ra mới bán cơ thằng bên này thì không chịu đấy bây giờ đang là cuộc đấu trí của hai bên à, thực sự thì các chuyên gia thì cũng có nói là cái câu chuyện này rồi nó sẽ có hồi kết thôi 90% số lượng người investor trong câu chuyện này sẽ lỗ Kể cả những người bên này Các bạn tưởng tượng như là kể cả khi mà nó giá lên 1.000 đô ấy mà các bạn cầm một triệu cổ phiếu trong tay các bạn bán đi không bao giờ các bạn lỗ các bạn lãi được cái mức giá đó là một nghìn đô nhân với một triệu đồng đâu một triệu cổ phiếu đâu các bạn ạ à. bởi vì các bạn đã bán rồi thì thì cổ phiếu nó sẽ tụt xuống đấy các bạn càng bán thì cổ phiếu nó càng tụt vậy nên cái lãi các bạn thực sự nó không phải là một nghìn nhân một triệu đấy thêm nên là cái thực sự cái lượng người sẽ thua trong cái câu chuyện nó sẽ là 90% số người và cái số tiền thua sẽ rất là lớn nhưng câu chuyện nó vẫn không dừng lại ở đây những người ở bên này đang nắm giữ cổ phiếu ba trăm hai mươi đô họ đã không dừng lại ở đó họ đang tiếp tục gọi kêu gọi thêm người các bạn ơi vào mua 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 cho nó tăng lên một đô đi và rất nhiều người đang nhảy vào mua thực sự đang rất nhiều người nhảy vào mua với bởi vì đây là một cái, kênh làm giàu quá nhanh và uh, chỉ từ 2 triệu người vào một tuần trước bây giờ cái cái Wall Street Best đã có 8 triệu người rồi rất nhiều người đang muốn mua nhưng họ không thể mua được bởi vì sao khi mà muốn mua cổ phiếu ấy các bạn không chỉ đơn giản là các bạn nói mua là mua được mà các bạn phải dùng app hay các bạn phải lên trên mạng đúng không để có app có mạng thì các bạn phải có một cái sàn giao dịch bạn phải ấn vào đấy các bạn ấn nút mua nút mếp các thứ thì phải có sàn và được quy định cụ thể rõ ràng đúng không và cái sàn giao dịch mọi người thường mua cổ phiếu này nó là sàn Robinhood đây là một cái app ở trên điện thoại và app này đã chặn người dùng không được mua thêm cổ phiếu của GameStop nữa thế là bắt đầu những người những cái nhà đầu tư ở bên Reddit này họ đang cực kỳ tức giận và họ đang họ đang kiểu chửi bới và không chỉ chửi bới nhá và họ đang kiểu là file lo sự mình không biết tiếng việt là gì như kiểu là họ đang chuẩn bị đi kiện ấy cái thằng Robin Hood bởi vì là cạnh tranh không công bằng không bình đẳng và kể cả những cái SEC uh, họ cũng thực sự là đang tức giận với cả Robin Hood và họ đang đang không đồng tình về cách mà Robin Hood đang làm nhưng câu chuyện nó lại không dừng lại Robin Hood bởi Robin Hood thực sự ý, họ chỉ là một cái sàn giao dịch ở giữa thôi và họ họ làm điều này để làm gì đúng không họ bị chi phối bởi cái người đằng sau Robin Hood. Người đằng sau Robin Hood ấy, khi mà Robin Hood nhận những cái lệnh giao dịch vào vào điện thoại này, họ sẽ bắn về những cái trung tâm giao dịch để họ thực sự sử xử lý mua bán đúng không? Thì cái người đứng đằng sau cái app Robin Hood này và và là người mà đứng đằng sau tất cả mọi thứ ấy, nó là Cap, uh, Citadel Capital là một quỹ đầu tư khác, quỹ đầu tư này là bạn thân của quỹ đầu tư Melvin Capital ban đầu. Và chính quỹ đầu tư Citadel Capital trong cái thời điểm khó khăn của Melvin ấy, Đã rót tiền cho Melvin hàng triệu đô Quỹ Citadel đứng ở bên này đúng không Và bên này họ đã điều phối và chi phối cho cái app Robinhood không cho thằng bên này mua nữa Đây là câu chuyện đằng sau nhé Mọi người đang nghĩ là như vậy Tất cả nhiều người đang nghĩ là như vậy Và mọi người đang đoán là đây là một câu chuyện thực sự có thật Mình cũng chỉ đưa ra thông tin thôi nên mà để cho các bạn thấy nó là thị trường tài chính ấy nó không đơn giản đâu bởi vì là những người bên này ý, là những nhà những người người ta gọi là những người ngu dốt và nghèo nghèo đói và họ bỗng như họ bỗng dưng họ thấy họ ăn cướp được tiền của bên này và họ đang có thấy rất là vui những người bên này không thể để cho bên này giàu được những thằng giàu ấy không để cho những thằng nghèo giàu hơn được nữa đâu và bắt đầu họ đã làm chiêu trò khác nhau họ mua thông tin họ mua truyền thông họ chặn những thằng bên này được mua đấy là một cái màn kịch thực sự là thú vị đấy là câu chuyện của game stop, reddit và wall street. Mình hy vọng là các bạn có thể hiểu được qua, qua những cái gì mình nói trong video này. Những ông bên này hiện tại đang thua, những thằng bên này hiện tại đang thắng. Nhưng bên này nó sẽ không để cho bên này thắng một cái đơn giản và dễ dàng đâu. Thêm nữa, những thằng bên này nó đang tiếp tục tổ chức những cuộc tấn công khác và những quỹ đầu tư khác đang tiếp tục short những cổ phiếu khác. À, bởi vì bên này nó đang nó đang cảm thấy là cái việc đi short cổ phiếu ấy, nó là cái việc thực sự là mình dùng cái từ hơi bằng cười nó là mất dạy bởi vì bên này nó nói là khi đi short ý, thì những thằng bên này đang mong là những công ty để chết đi để nó càng lãi càng chết thì nó càng lãi đúng không và bên này nó không chấp nhận được cái điều đấy à, thực sự thì có một cái câu chuyện đằng sau nữa cơ mình muốn nói thêm cái này nó hơi nâng cao một tí nữa đó là ý, các bạn chỉ nhìn thấy hai bên nó là thằng bên reddit những người nghèo và những người cá nhân và đây là những quỹ đầu tư như ông trùm những ông lớn đang đánh nhau đúng không nhưng thực ra ý, nó còn một bên thứ ba nữa và đây những cái này ở Việt Nam mình không biết là có không nhưng những quỹ đầu tư những cái nhà đầu tư lớn bên nước ngoài họ không đầu tư bằng tay đâu các bạn ạ trên thị trường chứng khoán các bạn biết nó dao động theo mili giây các bạn đặt lệnh vào lúc mà một giây các bạn ra khỏi lệnh đấy và giây sau các bạn đã lãi được một rất nhiều tiền rồi vậy nên là cái việc mà các bạn suy nghĩ này các bạn ấn nút này nó là cái delay đúng không vậy nên là các quỹ đầu tư bên nước ngoài họ không dùng tay chân họ dùng máy móc họ dùng thuật toán algorithm trading và high frequency trading đây là cái cụm từ mà đang rất là nổi trong những năm gần đây trong chục năm gần đây ở bên ở bên thị trường bên nước ngoài khi mình ra bên nước ngoài học về đầu tư ấy, mình cũng được học rất nhiều về algorithm trading và và high frequency trading và các quỹ đầu tư nước ngoài họ tuyển rất là nhiều người rất là nhiều những tiến sĩ toán và những người giỏi code để vào các quỹ đầu tư để chuyên đi code làm thế nào để tạo ra những cái mô hình trade để tạo ra lãi nhiều nhất vậy khi mà khi là cái mô hình này nó nhìn nó nhìn nó nó, nó quan sát thị trường ấy và cái thằng game shop thì nó vụt lên bắt đầu nó cũng sẽ những cái mô hình bắt đầu nó nhảy vào nó mua đấy những cái thuật toán này vào nó mua và khi những thuật toán này vào mua ấy, nó sẽ tạo nó sẽ khiến cho những thuật toán khác bắt đầu cũng nhảy vào mua vào đầu những thuật toán nó sẽ khiến cho cái cái cổ phiếu nó vót lên trời như thế này và khi mà các khi mà bắt đầu những những người là người ta bán đi ấy, thì những cái thuật những cái mô hình bắt đầu nó hiểu đến thời gian bán rồi nó cũng sẽ nhảy vào nó bán vậy nên là những cái người mà ở bên thứ ba nữa ấy, cũng sẽ là những cái mô hình những cái thuật toán của những quỹ đầu tư khác họ nhảy vào những quỹ đầu tư khác nó không ngu đâu nó thấy những cái việc còn ăn này nó sẽ nhảy vào nó mua chứ đúng không đây là câu chuyện đằng sau của drama liên quan đến reddit liên quan đến wall street best liên quan đến wall street melvin capital và gamestop um, uh, hy vọng là các bạn có thể hiểu được những cái gì mình nói trong video này và ở tại thị trường việt nam bây giờ chúng ta không có short sell bởi vì là thị trường Việt Nam còn rất là mới, thị trường chứng khoán Việt Nam mới chỉ có 21 năm thôi, nên là nó vẫn còn rất là trẻ nên là những cái nghiệp vụ liên quan đến phái sinh các thứ thực ra mà chỉ có chạy được 3 bốn năm nay thôi nên là những cái liên quan đến là call option trong cái ví dụ này mình không hề nói nhá hay là những cái liên quan đến là short sell nó chưa được triển khai thị trường Việt Nam thế nên là các bạn mới chỉ nghe để để hiểu thôi và mình hy vọng là các bạn có thể hiểu được những cái gì mình nói trong video này cảm ơn các bạn bye bye